Thưa quý vị, chỉ còn 2 ngày nữa, các thí sinh của tỉnh Long An cùng với thí sinh cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Năm nay, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngành giáo dục phối hợp với các ban ngành chức năng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Còn với thí sinh sẽ chuẩn bị như thế nào trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 này? Mời quý vị cùng theo dõi. Giờ em chỉ cần ôm lại kiến thức của mình đang có và trang bị cho mình những dụng cụ cần thiết để mình đi thi, giữ gìn sức khỏe, không thức khuya, dậy sớm tập thể dục và tránh tiếp xúc nơi đông người. Ngoài cái áp lực thi cử thì bây giờ em cũng phải chuẩn bị những cái bảo vệ sức khỏe như là rửa tay, phòng dịch, không đi đông người, với lại em không có tụ tập nơi đông người, đeo khẩu trang khi vào phòng thi. Trong những ngày cuối để chuẩn bị cho cái kỳ thi tốt nghiệp thì em cũng có tự ôn lại kiến thức cũ và lên mạng kiếm những cái kiến thức để bổ sung vào những cái kiến thức cũ để mình nắm vững những cái kiến thức này, và cũng không nên tìm kiếm những cái kiến thức mới tại nó sẽ khiến cho mình quên những cái kiến thức cũ. Và em cũng đã chuẩn bị tâm thế để bước vào kỳ thi sắp tới. Thưa quý vị, cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, các điểm thi còn nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong điều kiện tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, ghi nhận thực tế tại trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, thành phố Tân An. Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, điểm thi số 8 với trên 700 thí sinh dự thi, nơi đây đã phun khử khuẩn tất cả 30 phòng thi chính thức, các phòng thi dự phòng, nơi làm việc của cán bộ nhân viên thực hiện nhiệm vụ tại các điểm thi, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để bảo đảm 100% thí sinh, cán bộ, bộ phận phục vụ kỳ thi đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và sát khuẩn trước khi vào điểm thi. Nhà trường sẽ bố trí những cái thẻ ghi số thứ tự của các thí sinh. Theo trình tự, khi mà các em vô đầy đủ hết thì các em, mỗi em đều có đầy đủ các thẻ, thì chứng tỏ là những em đó đã thực hiện qua công tác phòng chống dịch của nhà trường. Để mà buổi chiều hay là ngày mai có công tác vô thi tiếp đó, thì nhà trường bố trí cho nhân viên phục vụ nhà trường để xịt nước Javen khoát khuẩn bề mặt mỗi buổi trưa sau khi buổi sáng các em thi. Và đồng thời là có bộ phận phục vụ là sau khi xịt xong và lau khô những cái mặt bàn, những cái tay vịn ở cửa, những cái tay vịn cầu thang. Cũng như 3 điểm thi khác trên địa bàn thành phố Tân An, điểm thi trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn đảm bảo đầy đủ phòng học, bàn ghế cho thí sinh dự thi. Ngoài ra, công tác y tế cũng được nhà trường bố trí, chuẩn bị chu đáo. Từ thiết bị y tế, giường đến phòng chờ, phòng dự phòng đều được trang bị đầy đủ, đảm bảo các tình huống, sự cố xảy ra. Trước khi chuẩn bị mà thi thì trung tâm y tế có phối hợp với các nhà trường để phun khử khuẩn trong và ngoài điểm thi. Thì qua các cái ngày diễn ra kỳ thi thì chúng tôi cũng phối hợp với nhà trường sau mỗi buổi thi thì vệ sinh khử khuẩn các cái điểm thi lại một lần nữa. Rồi sau mỗi buổi chiều thì cũng phun khử khuẩn. Rồi cấp thêm các cái trang thiết bị phòng hộ cho các cái điểm thi để mà đảm bảo phục vụ cho các cái kỳ thi về công tác phòng chống dịch bệnh. Hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 của thành phố Tân An cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh xảy ra, đảm bảo an toàn cho thí sinh, cán bộ giáo viên, nhân viên làm công tác tổ chức kỳ thi trên địa bàn thành phố.